Xin chào các bạn, mình là Thạc sĩ Dược sĩ Hoài Thương, là giám đốc da liễu thẩm mỹ của công ty cổ phần dược phẩm Nam Phát. Thì hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn thông tin y khoa của những cái sản phẩm trị mụn trên thế giới hiện nay với cơ chế là cải tiến và mang lại những cái hiệu quả cao hơn, dung nạp tốt hơn trong điều trị mụn. Thì ở đây, nếu mà ai đã từng bị điều trị mụn hoặc là đã dùng những cái sản phẩm điều trị mụn thì chúng ta đều phải gặp những cái tình trạng như là nóng rát, bong tróc, kích ứng, đỏ da, thậm chí là bị chàm, bị thâm cả một vùng da. Thì lý do là gì và có cách nào khắc phục hay không thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở clip dưới đây nhé. Thì đầu tiên, đối với một cái bộ sản phẩm điều trị mụn thì quan trọng nhất là sữa rửa mặt. Sữa rửa mặt phải đáp ứng được các tiêu chí là kiềm dầu, làm sạch sâu và đặc biệt là không gây khô da. Đối với tình trạng là kiềm dầu, làm sạch sâu thì chắc chắn phải có thành phần AHA, BHA. Đây là những cái thành phần mà lấy đi cái lớp tế bào chết trên bề mặt và giúp cho xe khít lỗ chân lông, làm thông thoáng lỗ chân lông. Và cái thứ hai là những cái sản phẩm làm sạch, thành phần làm sạch sâu đó là urea peroxide, một cái thành phần khá là đình đám trong cái làng điều trị mụn. Và cái thành phần này được đăng tải rất nhiều trên những cái tạp chí khoa học của thế giới. Urea peroxide có vai trò gì? Nó sẽ giúp cho thẩm thấu vào sâu bên trong da hơn và đồng thời là giữ ẩm cho da, không gây khô da. Khi các bạn dùng sữa rửa mặt đó, thì khi mà mình rửa xong mình thường hay có cảm giác là kinh kít và nó cảm thấy bết rít trên bề mặt, đó là vì nó quá khô. Thì tất cả những cái điều đó sẽ khắc phục với thành phần urea peroxide và nó có trong cái sản phẩm là acne kit này. Acne kit với 3 thành phần chính là AHA, BHA và urea peroxide sẽ tác động vào 3 cơ chế. Thứ nhất là kiềm dầu, thứ hai là xe khít lỗ chân lông và thứ ba là sẽ loại bỏ đi tế bào chết và đồng thời quan trọng nhất là giữ ẩm cho bề mặt da và không gây khô da. Và bước thứ hai sau sữa rửa mặt đó là gel trị mụn. Gel trị mụn hiện nay đa số đối với thành phần là benzoin peroxide hay còn gọi tắt là BPO. Benzoin peroxide là lựa chọn đầu tay, tuy nhiên là nó thường gây những cái tác dụng mà không mong muốn như lúc nãy Thương đã kể là nóng rát, là bong tróc, là kích ứng. Thì cái thế hệ sau của benzoin peroxide chính là hydroxyperoxide hay còn gọi là HPO và nó có trong thành phần của cái gel trị mụn Hylamen. Thì Hylamen là gel trị mụn đến từ Ý với đăng ký là trang thiết bị y tế loại 2A ở nước ngoài và trang thiết bị y tế loại B ở Việt Nam. Thì cái đăng ký trang thiết bị y tế này nó có ý nghĩa như thế nào? Đầu tiên là cái chất lượng tiêu chuẩn của nó sẽ cao hơn và cái thứ hai là nó sẽ bôi được liền cho vết thương hở, tức là ngay sau khi nặng mụn. Việc bôi ngay sau khi nặng mụn nó có những cái hiệu quả gì? Nó sẽ có những cái hiệu quả sau đây. Thứ nhất là nó sẽ giúp cho tạo một cái lớp gel, một lớp màng bảo vệ. Các bạn tưởng tượng là da mình khi mình nặng mụn xong á, mình đang bị tổn thương thì mình phải có một cái lớp màng để bảo vệ lại, để hạn chế những cái tác nhân từ vi khuẩn ở bên ngoài vào để mà gây viêm nhiễm. Cái thứ hai là khi mà nặng mụn xong thì thường sẽ da sẽ dễ bị khô và thường để lại sẹo, nó chúng ta sẽ không chăm sóc tốt. Và trong các thành phần của Hylamen có glycine và HA, những các thành phần đó làm dịu nhẹ và cung cấp cái độ ẩm cho da. Thường thì môi trường ẩm thì tế bào của chúng ta sẽ làm lành thương sẽ nhanh hơn trong môi trường khô và vì vậy khi mà cái tốc độ làm lành thương nhanh hơn thì nó sẽ hạn chế để lại sẹo lỗ hơn. Thì đó là hai cái ưu điểm mà khi mình bôi Hylamen ngay sau khi nặng mụn. Và điều đặc biệt nữa là HPO là thế hệ sau, là chất chuyển hóa của BPO. Vì vậy là nó sẽ loại bỏ đi được cái thành phần benzoin peroxide là những cái thành phần gây kích ứng, gây nóng rát, gây thâm da. Thì HPO nó sẽ tác dụng trực tiếp trên cái vi khuẩn là BSNI và hạn chế đi những cái tác dụng phụ đó và giúp cho dung nạp tốt hơn. Thì trên đây là những cái thông tin về bộ đôi sản phẩm đình đám điều trị mụn hiện nay và Thương muốn gửi đến các anh chị và các bạn. Thì hy vọng với cái bộ sản phẩm này các bạn sẽ có thêm cái lựa chọn trong cái phác đồ điều trị mụn của mình và sẽ giúp cho mang lại hiệu quả cao hơn, dung nạp tốt hơn. Và tuy là mới ra thị trường được khoảng 1 năm nhưng mà sản phẩm này đã được các bác sĩ sử dụng rộng rãi trên cả nước và được các chuyên gia da liễu đánh giá rất là cao về độ hiệu quả của nó. Và nếu mà có bất cứ thắc mắc gì thì các bạn cứ inbox dưới video và Thương sẽ trả lời trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.